Rồi, hello các bạn nha. Nay mình test lại một cái dàn máy. Bạn hỏi mình sao không gắn lọc hay cái này kia nha, nhưng mà mình đi một bộ xử lý của audio tấm tài này nè. Đó, mình chỉ một cái này là 3 trong 1 nha, khỏi cần lọc hay là rod có server nha các bạn. Đơn giản chơi gia đình. Oh,
Thank you.